Chào mừng toàn thể quý khách quay trở lại với đồ gỗ nội thất Hữu Huân. Xin giới thiệu với mọi người, đây là bộ tần tủy hoàng chân 12, hàng khuôn 4 ván 2 cực kỳ là dày dặn. Chất liệu gỗ hương đá 100% từ thanh gỗ nhỏ nhất ở dưới gầm lên trên mặt. Tóm lại là cái bộ sản phẩm này được làm bằng 100% chất liệu gỗ hương đá. Bên em nói không với pha tạp gỗ. Và cái sản phẩm của anh Tiến Dũng thì anh đã qua xưởng em trực tiếp ký chọn mộc rồi. Thì kính mời anh Dũng cùng tất cả mọi người cùng dành ra một ít phút để em có thể đi vào từng chi tiết cũng như là đường nét của bộ sản phẩm này. Để nói qua về kích thước cũng như là độ dày dặn thì toàn bộ cái sản phẩm được làm là khuôn tranh dày 4 phân, mặt ván dày 2 phân, khuôn 4 ván 2 và hàng là hàng trương liền, cột liền, chân đế liền, mai rùa liền. Tất cả những cái chi tiết mà có thể liền, làm liền là bên em làm liền. Và cái hàng này được tuyển chọn gỗ cũng như là chọn vân. Bên em sơn thì lúc nào cũng sơn rất là nhạt. Thì các bác có thể quan sát được cái đường vân thớ gỗ hiện lên một cách cực kỳ là rõ nét. Và để tạo ra những cái sản phẩm mà kỹ sắc nét đến cái chân nét đục và sắc nét đến từng chi tiết như này, bên em đã phải bỏ ra rất là nhiều công sức cũng như là tâm huyết vào từng cái sản phẩm, gửi gắm vào từng sản phẩm. Thế nên từ cái chú vịt hay là chân nét đục chữ lộc này, hay là những cái đường nét hoa dây đều hiện lên một cách rất là sắc nét. Chim cò rồi chuồn chuồn, hoa sen cũng vậy. Tóm lại là từng cái chi tiết dù là nhỏ nhất cũng được bên em trau chuốt và làm rất là kỹ. Nước sơn hoàn thiện thì bên em sơn bóng MO7. Nước sơn cực kỳ là lì phẳng và các bác có thể quan sát đến từng chi tiết đều rất là nhẵn mịn và sắc nét. Trương thì bên em đục ngũ phúc lâm môn, thu hút tài lộc đến từ năm cửa. Và trương là trương liền xoáy, trương liền cả xoáy và rơi này, con rơi ra con rơi. Và từng cái chi tiết đều hiện lên rất là có hồn, rất là có hồn và đẹp. Và các cái chi tiết đục tỉa vách thì vô cùng là sắc nét, vân veo thì uốn lượn, vô cùng là đẹp mắt đây ạ. Các bác có thể quan sát từng đường vân thớ gỗ hiện lên một cách vô cùng là chân thực, rất là ấn tượng. Mai rùa là mai rùa liền cả xoáy, mai rùa liền xoáy dày bịch luôn. Mai rùa liền xoáy rất dày, rất đẹp. Đấy. Từng cái chi tiết của sản phẩm đều rất là đồng đều. Và những cái sản phẩm mang thương hiệu nội thất Hữu Huân thì luôn luôn được bên em trau chuốt làm rất là kỹ. Thế nên nhẵn mịn, nhẵn nhụi và những cái đường vân thớ gỗ hiện lên rất là chân thực. Màu sơn thì rất là sang trọng. Vách ghế thì các bác có thể quan sát là từng chi tiết nó sắc nét ra sao. Chân là chân vén đế liền, chân vén đế liền hai lượt chỉ và khuôn 4 ván 2. Đoạn thì có kích thước là 2m58, sâu là 73 và cao là 1m2. Hai chiếc ghế đơn thì đồng kích thước là rộng 1m07, sâu là 73 và cao là 1m2. Vẫn là khuôn 4 ván 2, chân vén đế liền, mai rùa liền, trương liền xoáy và những cái thớ vân, đường vân thớ gỗ cực kỳ là đẹp. Các bác có thể quan sát và đưa ra cảm nhận riêng. Thì cũng không cần quảng cáo hay là nói tăng bốc lên khen mình quá nhiều đâu ạ. Các bác có thể tự nhìn và cảm nhận xem nước sơn cũng như là độ đẹp của gỗ, cũng như là nước sơn hoàn thiện cuối cùng là ra sao. Tóm lại là một bộ sản phẩm đẹp thì phải đẹp từ gỗ đến nước sơn cuối cùng, chứ chỉ đẹp mộc thôi hay đẹp nước sơn thôi thì không đánh giá được cái gì hết. Và cái nó cũng sẽ không quyết định được cái độ thẩm mỹ cũng như là độ đẹp của sản phẩm. Đẹp từng chi tiết, đẹp phải là kỹ càng, đầu tư kỹ càng từ cái khâu mộc đến khâu hoàn thiện cuối cùng thì nó mới có độ sắc nét và sản phẩm những cái đầu gỗ mỹ nghệ này nó mới có giá trị và chất lượng nó sẽ khác hẳn. Tiếp theo đến là cái bàn thì có kích thước là 75 x 1m47, đục thuận buồm xuôi gió, có hai ngăn kéo và đôn đầu bàn có kích thước là 75 x 40. Cái đôn ngồi có kích thước là vuông 40. Toàn bộ bên em làm ván liền, một lá dày 2 phân, khuôn tranh dày 4 phân và các bác có thể nhìn thấy từ cái ô cổ quay vân vẹo rất là đẹp. Mặt bàn thì bên em đục tỉa rất là kỹ từng cánh buồm này, hay là chim chú hạc, đôi hạc, cây tùng vân veo. Mặc dù là bàn đục nhưng mà những cái thớ vân, đường vân thớ gỗ hiện lên rất là nổi bật. Đôn đầu bàn thì bên em đục bức tranh là sen vịt rất là đẹp, sen vịt đấy, sắc nét đến từng chi tiết một. Thì cảm ơn anh Dũng rất là nhiều đã tin tưởng đồ gỗ nội thất Hữu Huân. Nếu mà ai có nhu cầu đặt bộ tương tự như của anh Tiến Dũng thì có thể liên hệ tới số điện thoại em để trên màn hình, website nội thất hữu huân.com, địa chỉ xưởng tại làng nghề Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Xin kính chúc anh và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Xin chào và xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.